Phong Thủy Gia Cát xin kính chào quý vị khán giả. Lời đầu tiên thay mặt thầy Gia Cát cùng ban biên tập của chương trình xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, tuổi Ất Tỵ 1965 là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình. Tứ vi tháng 9 cho thấy công việc làm ăn của tuổi Ất Tỵ đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió do được tam hợp cục với lệnh tháng. Vậy nên trong tháng 9 có tài lộc và có nhiều tin tức tốt đẹp về tiền bạc. Do được quý nhân giúp đỡ nên mọi vấn đề liên quan đến tiền tài bạn nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng. Tháng 9 âm lịch là tháng cực kỳ tốt đẹp với những người tuổi Ất Tỵ nên bạn cần phải nắm được điều đó để giúp cho mình có được thành công rực rỡ về tiền bạc cũng như có cơ hội thăng tiến và làm ăn trong tháng 9 âm lịch. Sự thành công của người tuổi Ất Tỵ trong tháng 9 sẽ vang dội như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi video ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 có đầu óc tư duy, luôn suy tính kỹ càng, cẩn mật. Một khi đã quyết định điều gì, họ sẽ không thay đổi hoặc là không dao động mà luôn kiên định tới mục tiêu đã chọn. Họ luôn tỏ vẻ vô cảm, không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng kỳ thực nội tâm lại dậy sóng, có tính nghi ngờ rất lớn. Người này thông minh, tài trí, cũng có khiếu thẩm mỹ tốt, có thể trở thành thiên tài về nghệ thuật. Trong tháng này, các gia chủ Ất Tỵ sẽ cần chú ý nhiều hơn đến vấn đề tâm tính của mình, biết cách thuận theo nghịch cảnh mình đang gặp phải để tìm cơ hội phát triển hơn. Tình trạng sức khỏe của người tuổi Ất Tỵ có dấu hiệu giảm sút ít nhiều so với trước đây, các chứng bệnh cũ có thể tái phát, vì thế bản mệnh không nên đi xa quá nhiều, không nên để thân thể mệt mỏi kéo dài, nếu có bệnh thì nên chú ý chuẩn bị thuốc men đầy đủ trước khi ra khỏi nhà. Tháng này không phải là một tháng thuận lợi với bản mệnh, vì thế tránh việc di chuyển, sửa sang nhà cửa. Người cao tuổi cần chú ý bảo vệ sức khỏe, không tạo cơ hội cho các chứng bệnh cũ tái phát. Nên chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe một cách hợp lý thì có tác dụng nâng cao sức khỏe, giúp tinh thần thư thái, vui vẻ. Đồng thời cần có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ và hợp lý. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp canh dương kim nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ Ất Tỵ cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng 9 âm lịch, bản mệnh thường trở nên khá nóng nảy, cảm xúc lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Bạn dễ nổi nóng vì những việc nhỏ nhặt, khiến quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công việc. Người sinh năm 1965 có thể gặp một vài cơ hội làm ăn, nhất là với những người làm đầu tư tiếp thị. Nếu có cách ứng xử phù hợp, bạn có thể mở rộng mối quan hệ khách hàng, đối tác của mình, đem lại nhiều lợi ích cho tương lai. Tuy nhiên cần chú ý sự tham tiến của bạn có thể khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Hãy chú ý và đề phòng những kẻ tiếp cận mình quá nhiệt tình. Thành công đến cũng không hề dễ dàng, thậm chí phải vất vả, lo toan rất nhiều. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận chính sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Gia Cát được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chủ trì và xem ngày sử dụng cho các gia chủ tuổi Ất Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Nhờ vào sự cố gắng, nỗ lực không mệt mỏi của chính bản thân, người sinh năm 1965 cũng sẽ đạt được những thành tích nhất định trong công việc, khiến tiền lương hoặc tiền thưởng gia tăng. Những người làm công ăn lương cần cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót, ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư, kinh doanh, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Còn với những bạn làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu, tháng này nếu thật sự chăm chỉ thì thu nhập cũng không thể nào ít được. Tuy nhiên, cũng do chính tính cả nể, hào phóng của bạn nên đã cho người khác vay tiền mà không tính toán. Bạn cần học cách quản lý chi tiêu và các vấn đề liên quan đến tiền bạc, chớ nên quá phóng tay trong việc mua bán đồ dùng hàng ngày, nếu không dù tiền lương có tăng cao, bạn cũng ít có được khoản tiền tiết kiệm. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, Thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại.
Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Người tuổi này không nên quá tham công tích việc mà lao động quá sức. Mục tiêu của bạn càng cao xa thì càng cần phải có thời gian mới thực hiện được. Nếu dồn sức mình trong một khoảng thời gian quá dài, bạn dễ rơi vào tình trạng lao lực. Áp lực từ công việc cộng thêm với tuổi của bạn không còn trẻ đã khiến bản thân rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ của bạn. Bạn cần cân nhắc và chắc chắn, đảm bảo có đủ giấc ngủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe. Chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh vui vẻ được. Các gia chủ tuổi Ất Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Ất Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tử vi tính duyên tháng này cho rằng nam mệnh có số đào hoa hơn so với nữ mệnh. Tuy nhiên, nếu là người đã lập gia đình, bạn cần chú ý giữ khoảng cách thích hợp với người khác, chớ nên vì hư vinh mà ham vui nhất thời, làm những hành động gây tổn hại danh tiếng, ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình. Người chưa lập gia đình có thể mở rộng mối quan hệ của mình, quen biết thêm với những đối tượng triển vọng. Tháng này, gia đình bạn có chuyện vui, có thể sẽ là lễ cưới của con cái hoặc một chuyến đi du lịch xa. Đây là cơ hội để gia tăng tình cảm gia đình, cải thiện mối quan hệ của bạn với các thành viên. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 năm 2022 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và ngọ thành Hỏa cục, xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn. Đối với những người tuổi Ất Tỵ trong tháng 9 âm lịch cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch ngày 6 tháng 9, tức ngày 1 tháng 10 dương lịch có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 9, tức ngày 13 tháng 10 dương lịch có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ất Tỵ trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 9, tức ngày 28 tháng 9 dương lịch có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 9, tức ngày 10 tháng 10 dương lịch có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 9, tức ngày 22 tháng 10 dương lịch có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi tuổi Ất Tỵ trong tháng 9 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp quý vị có những hành trang vững chắc để bước vào tháng 9 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên, vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống mà hãy vững bước tiến lên, hoàn thành sứ mệnh của mình nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.